1, bắt đầu. Đấy, hai con robot đang ầm ầm lao lên. Những người nông dân thực thụ. Vâng, đội đỏ đã có một quả đầu tiên. Đội xanh vẫn loay hoay. Vâng, một đều. Và bây giờ đang nắn nót những quả thứ hai. Vâng, đội xanh đã có quả thứ hai. Nhưng ngay lập tức đội đỏ cũng có quả thứ hai. Đội xanh có vẻ như là đang muốn áp đảo đội đỏ bằng cách sang bên cây của đội đỏ để lấy. Nhưng đội đỏ đã có quả thứ ba, trong khi đội xanh vẫn loay hoay. Vâng, và anh quyết định quay về nhà mình. Ruộng nương anh không để bạn thân cày nữa mà anh quyết định về nhà cày lấy một mình. Vâng, quả thứ tư cho đội xanh và quả thứ ba cho đội đỏ. Nào, có giở thủ đoạn ra không? Những người nông dân 4.0 bắt đầu giở thủ đoạn. Quả thứ 5 cho đội xanh và ngay lập tức đội đỏ, à xin lỗi, quả thứ 5 cho đội đỏ và đội xanh. Ơ, rất tiếc. Trận đấu càng ngày càng gay cấn. Nào, chỉ cần lệch một cái thôi là đội và cả hai đội đều có những quả cho riêng mình. Tuy nhiên hình như số lượng của đội đỏ đã nhỉnh hơn một chút. Nhỉnh hơn một chút rồi. Và đã có trừ 10 điểm đầu tiên cho cả hai đội. Vâng, vẫn chưa hết. Trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian, 85 giây nữa. Nào, liệu có một pha ép phe đi vòng mà lấy của họ không? Vâng, làm mình nhớ lại những cái ngày mà mình đi ăn trộm ổi ở nhà hàng xóm. Rình rình mò mò. Vâng, đang giờ ngủ trưa, hàng xóm đang ngủ trưa rồi. Rồi nào, đã có một hành động chạm nhẹ vào đối thủ và đã bị trừ thêm mỗi đội 10 điểm nữa. Rồi, thời gian vẫn còn rất nhiều. Và hiện tại bây giờ thì nào, thật khéo léo vào để lấy quả bóng vừa mới bị rơi. Nào, liệu có được không hay là lại. Vâng, rất khó rồi. Vâng, nhưng mà anh đã sang sân của đối phương, anh đã bị trừ khá nhiều điểm. Mặc dù và tính sơ sơ ra thì đã có 2, 4, 6 quả bóng cho đội xanh và 2, 4, 6, 8 quả bóng cho đội đỏ. Trận đấu còn 25 giây.